thành phố Rạch Giá được mệnh danh là cửa ngõ du lịch, kinh tế biển không chỉ của Rạch Giá mà còn là của toàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi thông thương giữa các đảo với khu vực đồng bằng thông qua bến tàu cao tốc để di chuyển ra đảo. Với lợi thế là một đô thị biển, Rạch Giá và một đặc trưng riêng khi đồng thời vừa tập trung phát triển rất mạnh các ngành dịch vụ và du lịch, đồng thời cũng đẩy nhanh các ngành kinh tế trọng điểm như xuất khẩu nông nghiệp, thủy hải sản, ngành logistics. Nhờ dựa trên chính các hạ tầng giao thông nơi đây đã được hoàn thiện chỉnh chu 100%. Với mật độ dân số tăng nhanh và sự phát triển không ngừng của kinh tế cũng như các cơ sở hạ tầng về tăng trưởng GDP khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thì thành phố Rạch Giá luôn được xếp top 1 trên cả thành phố Cần Thơ và Long Xuyên. Thành phố Rạch Giá được định hình phát triển thành đô thị loại 1 trong năm 2025. Khu dân cư phiêu biển Thái Bình Residence với vị trí giáp ba mặt tiền đường lớn như Nguyễn Thái Bình, Dương Minh Châu và đường D2. Thái Bình Residence nằm ngay trên trục đường cao tốc từ Hà Tiên, Rạch Giá, Bạc Liêu và cách biển chưa đến 600m. Thái Bình Residence được sinh ra nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về nhà ở cũng như dịch vụ cho cư dân thành phố Rạch Giá. Với quy mô hơn 38,5 hectare, được quy hoạch đồng bộ và chỉnh chu như trung tâm thương mại, các hộ chung cư, trường mẫu giáo, trường cấp 1, 2, 3 và có cả trường cao đẳng, đại học, bệnh viện. Khu vui chơi giải trí cho con trẻ với hệ thống điện âm và nước máy được thiết kế và đầu tư bài bản. Tổng quy hoạch dự án đạt được cấp quyết định phê duyệt 1/500, hiện đang là pháp lý cao nhất và an toàn nhất đối với quy hoạch khu dân cư. Ở Thái Bình Residence, chúng tôi có các loại hình như nhà phố, biệt thự, shop house với diện tích từ 77m², 100m², 120m², 160m², 250m², 350m², và hầu hết tất cả các vị trí đều có thể xem là mặt tiền với độ giới đường từ 17,5m, 20,5m, 30,5m, thông suốt tất cả các đầu mối và nối liền lõi trung tâm thành phố Rạch Giá. Thái Bình Residence là nơi an cư và đầu tư an toàn cho bộ nhà. Thái Bình Residence, tuyệt tác giữa lòng thành phố biển.